Vâng, em xin chào tất cả các bác. Thì em cũng thông báo là chiều nay thì chiều tối thôi thì hai bác đã chốt đó là cặp loa JBL 8340, cặp loa hàng nội của Mỹ nha các bác, 25. Dòng này là dòng loa vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, em nó có chất âm rất là tốt. Các bác phối hợp hát karaoke chỉ cần một cặp loa như thế này và một cục sub. Nó sở hữu bát 25 và một thùng trên nó là ra công suất âm thanh ở cường độ lớn là 250W. Cái watt đó là cái watt âm thanh lớn nha các bác, chứ không phải là cái watt mà để mình đi tìm âm lên mình đánh đâu nha. Nhiều bác hay bị lẫn lộn chỗ đó đấy. Cái loa âm nó có công suất watt to thì nó hát rất nó càng to, còn cái loa nó watt nhỏ thì nó hát ở mức cái độ nhỏ hơn một tí đấy. Như cái loa 1000W nó sẽ hát ở một cái cường độ âm thanh rất là lớn hơn là những cái loa 100W nha. Thì đấy, đó là cái công thức mà để chúng ta biết được, chứ không phải là cái watt ghi trên loa là cái watt mà các bác cộng hai cái loa lại mà bác đi mua âm ly hoặc là mua con đại, đó là sai lầm nha. Rồi đây là cặp loa 8340, dòng loa của Mỹ của hãng JBL, loa bãi về. Thì em về một cặp, thì ngày mai ngày mốt sẽ về một cặp nữa, giá là 8 triệu nha các bác, đã bao gồm phí ship nha. Bác nào chốt thì chờ hàng thì ngày mai mốt hàng sẽ về. Thì các bác liên hệ cho em Chiến nha. Cặp loa này em gửi cho anh Nguyên ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và con đẩy QC RMX 1450. Con này là gửi cho anh Phong ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Bác về ghép với cả hai cặp loa boss, thì con này về chơi hai cặp loa boss thì tuyệt vời rồi. Thứ nhất dòng QC đáng đồng tiền bát gạo về chất âm, chưa bị đổi giá nhiều nên nó rất là chắc nha các bác. Tiếng hay, mạnh, đầy đặn ở ba dải, lực rất là căng. Và con này thì nó có đời thấp hơn như là 850. 850 thì giá nó tốt hơn, nhưng con này nhá, con này là 1450 thì giá 9 triệu rưỡi, 12450 thì nó sẽ có giá là 11 triệu rưỡi. Và bên em có một con 1850 nữa, 10 triệu rưỡi. Thì sau đây em mời các bác cùng nghe chất âm của QC. QC con này thì đánh hai cặp này thoải mái nha, mà giờ không có cặp thứ hai. Nói boss thì vô tư rồi, nói chung boss thì các bác đánh thì thoải mái hai ba cặp. Mời các bác nghe nha. Và hiện tại em còn một con nha các bác. Bác nào lấy thì liên hệ cho em Chiến nha. Giá 9 triệu 500 ngàn, chỉ còn đủ là bớt 300 ngàn. Và tất cả những sản phẩm đẩy các bác mua em đều được tặng kèm một bộ dây tín hiệu nha, ba lăng hoặc là ba lăng ra AV hoặc là ba lăng ra 6 ly nha, phụ thuộc vào các bác sử dụng nha. Còn hàng tiện hết cho các bác nha, với đồ đẹp cũng như là hết mức có thể cho các bác.